VCTV10 O2 TV, kênh sức khỏe và cuộc sống phát sóng 24/24 giờ dành cho mọi khán giả quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống. O2 TV là kênh truyền hình đầu tiên về sức khỏe và cuộc sống do Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trên hệ thống mạng truyền hình cáp VCTV. O2 TV đề cập sâu đến những khía cạnh, sắc thái khác nhau của sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Các tin tức, chuyên mục về sức khỏe, cuộc sống, các bộ phim tài liệu, phim truyền hình dài tập, các chương trình thư giãn giải trí có ích cho sức khỏe, tất cả đều có trên VCTV10 O2 TV. Trong bức thư gửi hội nghị y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, bao gồm có viết: các chương trình của VCTV10 O2 TV chú trọng khắc họa góc nhìn, suy nghĩ và cảm xúc của người trong cuộc, người bệnh, người dân, khán giả, những người có mối quan tâm. Đây đang là vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sẽ đái tháo đường chị em quan tâm bạn tính, có yếu tố di truyền và được biết từ sức khỏe ngày nay. Kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình dành cho đàn ông đầu năm mới 2009. Khi ăn ngon mặc đẹp, khi môi trường sống với nhiều tác nhân đe dọa gây bệnh tật và ảnh hưởng tới tuổi thọ, con người ta tìm cách để sống khỏe hơn, lâu hơn. Những chuyên mục chính: công nghệ cuộc sống, chuyên ngành y, dành cho đàn ông. Giờ chiến thắng ung thư. Giờ dành cho người đái tháo đường. Nhật ký O2. Giờ dành cho đôi mắt. Thuốc tốt thuốc hay, 8 giờ 30 phút tối thứ 6, cung cấp thông tin cập nhật về những loại thuốc mới, cảnh báo về thuốc giả, thuốc bị cấm sử dụng và hướng dẫn cách mua và sử dụng thuốc cho đúng. Kể cả những người có trình độ mà có học vấn cao cũng vẫn không biết cách sử dụng thuốc. Cả nhà phòng bệnh. Và nhiều chương trình về sức khỏe, cuộc sống bổ ích khác.
Hãy đến với VCTV10 O2 TV để hiểu và chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe và cuộc sống.